một ba kết quả phân tích nguyên tố của một amino acid như sau: phần trăm C, phần trăm H, phần trăm N, còn lại là oxy gần của khối lượng phân tử quang 103. À thì không chờ nữa, vậy mình sẽ đặt nó là CX, HI, OZ, NT. Ta sẽ có X chia Y chia Z chia T chính bằng phần trăm C là 46,6 chia 12, phần trăm H là 8,74 chia 1, phần trăm N là 13,59 chia 14, còn lại là O. A à, O là Z. Đấy, N là 13,59 chia 14. Thế còn lại thằng O. Thằng O thì mình đi vào máy tính thôi. 31,07 chia 16. Được chưa? Vậy ta có x chia z bằng 46. Vậy suy ra công thức đơn giản của chúng ta nó sẽ có dạng là C4H9O2N. Đây là công thức đơn giản. Nhá. Thế thì mình có công thức đơn giản rồi. Mà phổ khối lượng chính là phân tử khối bằng 103. Vậy công thức phân tử là C4H9O2N. Tất cả N lần bằng 103. Suy ra N bằng 1. Vậy công thức phân tử chính là C4H9O2N. À đúng. Được chưa? Có hai alpha amino acid đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử của X, vẽ nha. Alpha amino acid một anh này. Hai này. Đúng là chỉ có hai, chính xác. Có ba chất đồng phân cấu tạo cùng ứng với X tạo được dung dịch có môi trường bay. Có ba chất đồng phân cấu tạo cùng công thức phân tử của X tạo thành môi trường bay. Thì bây giờ nhá, đầu tiên anh này thì ta sẽ có là C C COO CH3 NH2 một cháu, đúng không? C NH2 đây, COO CH5, đúng chưa? Hai cháu nhá. Tiếp tục C C COO CH3 NH2 đây, đúng ba cháu. Ba cháu là đúng. Khi đặt x được điều chỉnh đến pH bằng 6, trong hiện trường thì x di chuyển về cực âm. Nếu trong hiện trường ấy nhá, x là một ổ khối lượng này, x của chúng ta có một nhóm N2, một nhóm CH. Nếu mà trong hiện trường ấy, thì anh x của chúng ta nó sẽ có dạng. Đây, thầy lấy ví dụ anh này nhé. Trong hiện trường thì x chúng ta sẽ chuyển thành có dạng C gạch C gạch C gạch COO trừ NH3 cộng với pH bằng 0. Đấy, với pH bằng 6. Với anh pH bằng 6 thì tổng điện tích của nó bằng 0. Tổng điện tích bằng 0 thì dẫn đến là nó không di chuyển về cực nào cả. Nó nghiêm nhé. Vậy không đúng của chúng ta là D. Ok.